Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Thiện TV của mình. Mình là Thiện và ở cái video lần này mình sẽ gửi đến các bạn bài review so sánh về sự khác biệt của hai cây bảo kiếm của Yonex. Đó là cây Atrox 88S và cây Atrox 88D. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu xem hai cây này nó khác biệt nhau như thế nào mà gọi đây là hai cây bảo kiếm các bạn nha. Còn bây giờ thì intro xíu nha. Hai cây bảo kiếm này á thì được rất là nhiều vận động viên hàng đầu thế giới sử dụng về cả đánh đôi và đánh đơn luôn nha các bạn. Về đánh đôi á, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nhất đó là cặp số 1 thế giới người Ấn Độ, đó là Zindian và Kevin. Zindian thì chuyên đập đánh cầu sao, thì anh ấy sẽ sử dụng cái cây 88D, tất nhiên là bản 3U rồi các bạn. Còn Kevin thì sẽ sử dụng cái cây 88S, đó cũng là bản 3U luôn. Đó, thì nó tùy thuộc vào lối chơi của từng người mà họ sẽ chọn. Đúng, họ chọn vật hay lắm các bạn, đúng sở trường của họ thôi. Ngoài ra thì cặp số 1 của Nhật Bản á, xếp hạng 4 thế giới cũng đánh cây này, cặp này cũng đánh cây này, Hirota và Fukushima. Ngoài ra thì các vận động viên đánh đơn trên thế giới á, họ cũng sử dụng cái cây này. Thường á là nam sẽ sử dụng cái cây 88D. Mình biết được á, mình nhớ là hình như là Sinh Tinh cũng sử dụng cây này. Momota, Aselsen cũng có một thời gian sử dụng cây này. Đó. Các vận động viên thường, các vận động viên nam sẽ chọn 88D tại vì nó phù hợp với các tay của các lực tay của các vận động viên nam hơn. Và nữ á, sẽ sử dụng cái cây 88S. Đó. Thường nữ sẽ sử dụng cái 88S này tại vì nó nhẹ hơn và phù hợp với cái lối chơi không quá thiên về thể lực của nữ. Ok, bây giờ mình sẽ đi review từng phần cụ thể của hai cây này để xem nó khác nhau như thế nào các bạn nha. Đó, mình sẽ đi nói về 4 phần. Thứ nhất đó là ngoại hình chi tiết. Thứ hai đó là thông số chi tiết. Thứ ba đó là cảm nhận thực tế của mình khi mà mình sử dụng hai cái cây này. Và thứ tư đó là cây vợt này dành cho ai. Nó phân hóa đối tượng rất là rõ ràng, cho nên là mình sẽ dành một lượng thời gian cụ thể để mình nói về cái sự phân hóa đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tới phần điểm đầu tiên, đó là ngoại hình chi tiết. Vậy thì ngoại hình chi tiết nó giống nhau ở chỗ nào? Nó giống nhau ở cái phần thiết kế của cái mặt vợt đều là theo cái dạng box frame, có nghĩa là cái theo thiết kế theo cái chiều hướng tấn công. Đó, hai cái vợt này đều là theo chiều hướng tấn công nha các bạn, đều là theo chiều hướng tấn công. Và cái đũa của nó là cái dạng slim, đó là đũa vật mỏng, chứ nó không phải là theo cái dạng là quá slim quá mỏng như là cái cây 100 giấy xếp hoặc là cây xếp phọt 2. Đó là điểm giống nhau ít thôi. Còn cái điểm khác nhau thì khá là nhiều điểm khác nhau, tại vì nó phân hóa hai cây vợt, một cây công một cây thủ mà, cho nên là về ngoại hình thì nó sẽ khác nhau. Về cái điểm khác nhau của cái ngoại hình á, thì nó có hai điểm. Thứ nhất đó là dễ nhận thấy nhất, đó là màu sơn. Đây các bạn có thể thấy mình so sánh ở đây á, là một cái cản cũ và một cái bản mới. Thì thật ra cái bản cũ á, giữa cái 88D và cái 88S á, thì nó cũng có ba màu thôi. Bản mới cũng sẽ là ba màu nó phối với nhau. Bản mới á, thì là ba màu nè, đen, đỏ và trắng, nó phối lại với nhau đó. Như thế này. Còn cái cây mà 88D á, thì ở dưới đây là màu trắng, ở trên đây là màu đỏ pha với đen đó. Còn cây 88S mà bản 88D và 88S bản cũ á, thì nó cũng là nó sẽ có ba màu, đó là xanh ngọc lục bảo nè, đen nè với đỏ, thì nó phối lại với nhau thôi. Bản mới thì nó sẽ nổi hơn bản cũ một chút xíu đó, chứ không có gì khác biệt hết. Ngoài ra cái điểm thứ hai á, khác biệt thứ hai á, đó là chiều dài. Cái cây 88D sẽ dài hơn cái cây 88S 5mm và dài hơn so với những cây vợt thường 10mm. Đó là để làm chi? Mình sẽ nói ở cái phần thông số chi tiết. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là thông số chi tiết. Thì ở cái thông số chi tiết á, nó không có cái điểm giống nhau. Đó, cho nên là mình sẽ không có nói về cái điểm giống nhau, mình chỉ nói về cái điểm khác nhau thôi. Về thông số chi tiết của cây 88S á, thì các bạn nhìn theo cái chạc đi đây nè. Thì mình nhìn theo cái chạc á, thì mình thấy thông số của cái cây này á, nó đúng ở cái phần nặng đầu. Thì thật ra cái cây 88S á, thì nó sẽ nhẹ hơn, nhẹ đầu hơn cái cây 88D.
Nhưng mà không, mình không biết tại sao thì nhìn lên cái bảng á, thì 88S lại dẻo hơn cái 88D. Thực tế mình đánh á, thì 88S cứng hơn 88D nha các bạn. Đó, tại sao cứng hơn thì mình sẽ nói ở cái phần tiếp theo, mình sẽ nói ở cái phần cảm nhận thực tế của mình khi mình đánh hai cái cây này. Quay trở lại về cái thông số của cái cây 88S theo nhà sản xuất đưa ra á, thì nó sẽ nặng đầu là 300mm, trọng lượng ở bảng 4U là 84g, 3U thì nó sẽ dao động từ 87 đến 88g. Đó, còn cái swing của nó thì cũng thấp hơn 88D. Swing này nó rơi vào khoảng 84kg trên 1cm vuông thôi. Đó, còn cái cây 88D này á thì nó nặng đầu hơn cái 88S, nó nặng đầu nó rơi vào khoảng 305mm. Đó là một cây chuyên công mà. Đó, cái thứ hai á là cái độ cứng á thì nó cứng hơn cây 88D, theo nhà mình đang nói theo cái nhà sản xuất là UNES họ đưa ra nha. Thì nó sẽ cứng hơn cái cây 88S, và cái swing của nó tất nhiên nó cũng sẽ cao hơn, là nó rơi vào khoảng 85 đến 86 kg trên 1 cm vuông. Cái điểm khác biệt thứ hai á, ngoài cái thông số chi tiết mà nhà sản xuất đưa ra á, đó chính là cái kích bôi. Điểm kích bôi hay là chúng ta thường gọi là cái điểm uống của mặt vợt á, thì trước khi mình nói mình so sánh hai cây này á, thì mình sẽ nói thêm một chút, đó là cái điểm kích bôi của mặt vợt á, thì cái điểm đó nó càng rộng thì cái trái cầu nó sẽ đi càng chính xác và cắm hơn. Thì cái điểm uống của cái cây 88S á, nó sẽ nằm ở dưới đây, nằm ở hai phần này nè các bạn. Các bạn xem hình thì các bạn cũng sẽ có thể thấy. Đến đây thì cái điểm uống của nó rộng, cho nên là trái cầu nó sẽ đi cắm và chính xác. Còn cái điểm uống của cây 88D á, nó sẽ nằm ở giữa này. Đó, cho nên là nó chỉ bằng 1/2 so với cái cây 88S thôi, cho nên là nó sẽ đi không chính xác bằng cái cây 88S. Tuy nhiên thì Yonex họ cũng bù thêm 5mm để làm tăng cái sự chính xác và cắm hơn của trái cầu. Đó, cái điểm này á, thì thực sự hồi trước tới giờ mình cũng không có để ý. Đó, chỉ khi mà mình làm review cho các bạn á, thì mình đọc kỹ về cái điểm bôi ở trên cái trang chủ của Yonex á, thì mình mới nhận thấy là thì ra đó là lý do mà tại sao họ phân hóa hai cái cây này, điểm kích bôi nó khác nhau, để cho một cây thì đánh lưới sẽ có tốc độ đập và cái khả năng chính xác cao hơn so với cây đánh cầu sâu. Bây giờ mình sẽ đi tới cái phần thứ ba, đó chính là cảm nhận thực tế của mình khi sử dụng hai cái cây này. Đầu tiên là mình đánh cây 88S này. Cây 88S này cho khả năng trên lưới rất là nhanh, chính xác, đúng như tiêu chí về cái điểm uống, về chiều dài, về cân nặng này nọ mà UNES họ đưa ra. Chính lưới rất là nhanh, tại vì nó khá là nhẹ đầu. Đó, nhẹ đầu so với cây 88D thôi, nhưng thật ra nó vẫn rất là nặng đầu trong dòng UNES cũng như so với những cây khác nha các bạn. Chứ không phải nhẹ đầu ở đây là nó khoảng 290 hoặc là 295 đâu, nó là 300mm, cho nên là nó khá là nặng đầu so với những cây khác thôi. Tuy nhiên thì cái chiều dài của nó dài hơn một chút. Khi các bạn ở dưới lưới, các bạn đập thì cũng có lực đó. Nhưng mà các bạn phải chú ý một chút thì nó mới phát huy được hết lực. Ngoài ra thì những cái pha đè hay chụp lưới thì nó đã làm nên thương hiệu của cây 88S này rồi. Rất là nhanh, rất là gãy gọn, đánh phát nào trúng phát đó, chính xác. Đó. Còn khi mà mình đánh cái cây 88D này á, tại vì mình quen đánh cái cây 88S rồi, khi mà mình mượn mình đánh cái cây này khoảng 2 đến 3 tuần á, thì mình bị hụt hơi ở những cái pha thủ và những cái pha đập cuối sân. Thực ra nó đập rất là ngon, nhưng mà mình không phải là tay đập. Đó. Mình đập thường xuyên mình sẽ bị mệt liền các bạn, đập khoảng liên tục, không trận đập khoảng liên tục 5-6 trái, 6-7 trái là các bạn sẽ bị mệt liền. Cho nên cái này phải dành cho những bạn tay thực sự khỏe. Đó, đập sao rất là ngon, tì đè phản tạc khá ok. Tại vì họ làm cho cái cây này á, đó là cây đánh đôi, cho nên là tốc độ của nó ra vợt khá là nhanh. Tuy nhiên những cái pha thủ á, các bạn sẽ hơi bị đuối, tại vì nó khá là nặng đầu và nó cứng nữa. Quay trở lại cái vấn đề hồi nãy á, mà Yonex họ đưa ra trên cái chart của họ á, là cái cây 88S nó dễ hơn 88D. Thực tế mình đánh á, cái cây 88S này á, nó cứng hơn cái cây 88D các bạn. Không hiểu tại sao. Chính vì vậy mình không hiểu tại sao mà là Yonex họ lại đưa ra cái lý do cái chạc là cái cây này nó lại dẻo hơn. Chắc chắn nó phải cứng hơn rồi, tại vì cứng hơn á thì cái nó đã nhẹ đầu rồi thì nó phải cứng hơn để cái tốc độ đi nó chính xác hơn. Nó giống như cái cây Nanoflare 800 á, các bạn có để ý không? Trên cái chạc này cũng có cây Nanoflare 800 nè. Thì nó đã nhẹ đầu thì nó phải cứng. Tốc độ đi nó cái sự chính xác của nó mới cao.
chứ mà nhẹ đầu mà dẻo nữa thì ta đánh không có được. Nếu mà như cây này nè, nặng đầu thì ok, không quá cứng. Chứ còn cây này á, mà đã nhẹ đầu rồi mà dẻo nữa thì thật sự rất là khó đánh, và vận động viên thì người ta sẽ không có chọn đâu. Cho nên mình nghĩ cây này là cái độ cứng của nó phải cứng hơn 88D nha các bạn. Thực tế mình thì mình vẫn thích đánh cái cây 88S hơn. Ông bạn mình cũng muốn bán cho mình mấy lần cái cây này rồi, và mình cũng muốn đi mua mấy lần rồi, nhưng mà mình thật sự mình đánh mình không kham nổi cây này. Mình đánh thì cũng được thôi, nhưng mà mình để phát huy hết lực của cây này á thì mình nghĩ là mình không phù hợp với cây này để mình có thể mình cố gắng mình thuần nó. Đó, thì cây này là đập ok đó, tất cả mọi thứ ok, chỉ có thủ và đè lưới này nọ. Mình thích hai cái trường phái tấn công, hai cái trường phái đánh đó, cho nên là cái cây này nó không thực sự phù hợp với mình. Khuyên các bạn tìm hiểu kỹ khi mua hai cây này, tại vì giá của nó cũng khá là chát đó. Tính đến thời điểm hiện tại, cả bản cũ và bản mới luôn đều trên 2,5 triệu hết nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái phần cuối cùng, phần thứ tư. Vậy thì hai cây vợt này dành cho ai, nó phân hóa đối tượng như thế nào, mà lúc đầu mình nói nó phân hóa rất là rõ ràng. Thì cái cây 88S này á, dành cho những bạn thích đánh lưới như mình nè, thích đánh lưới đè cầu, dồn ép đối phương đập liên tục, đập thủ đó, đập trên lưới nha, phổ trên lưới, dùng cổ tay nhiều, cổ tay khỏe thì các bạn sẽ dùng cái này. Không thích đập từ cuối sân, đập từ cuối sân các bạn phải dùng cả cánh tay rồi cả cái cổ tay nữa, rất là mệt, và phải khỏe nữa, các bạn phải khỏe, các bạn phải đánh liên tục được như vậy đó. Nó là cái những bạn sử dụng cái 88S này, lối đánh nhanh điều cầu sẽ ok, cây này rất là ok. Còn ai sẽ sử dụng cái cây 88D này, 88D này là dành cho các bạn có lực cổ tay và lực cánh tay tốt, đập cầu cắm mạnh, không thích đứng lưới, luôn luôn đứng sau để cover đối thủ, cover đồng đội, mình nói lộn, nó được cover đồng đội, lực cổ tay khỏe nè, thủ tốt nè. Tại vì cái này á, nếu có các bạn lực cổ tay tốt á, các bạn bung một cái, ta đập các bạn bung cái là cuối sân, bung cái là cuối sân á. Cho nên là cái này nếu mà các bạn thuần được á, thì coi như là vô đối. Thuần được cái này á, các bạn lên những cây cao cấp hơn như là Cam ZZ hoặc là Z42 á, đều rất là ok, không phải ngại gì luôn. Cho dù cái này các bạn thuần 4U á, lên những cái cây kia 3U á, thì các bạn cũng chỉ mất thời gian nó khoảng đâu đó nửa tháng thôi là sẽ làm quen được liền. Cây này nó gần như ngang ngửa những cây kia rồi. Hồi nãy trên cái chạc á, các bạn cũng có thể thấy là nó gần như là ngang ngửa cây Z100ZZ nè, rồi Z42 nè, rồi Atrox99 nè. Atrox99 không là nghĩa địa với cái này chứ. Rồi, ngắn gọn vậy thôi. Dài dòng quá thì các bạn lại không biết nên lựa chọn cây nào nữa. Các bạn đánh như thế nào thì các bạn cũng biết được cái khả năng của mình rồi. À, mình cũng xin nói thêm, đó là những bạn chơi phải đủ lâu nha, lực cổ tay phải khỏe nha, thì mới đánh được cây này. Ít nhất cũng phải là nửa năm đến 7 tháng thì mới có thể thuần được hai cây này. Chứ mới đánh mà ra mua hai cây này á, lạng hoạng là bán lại á các bạn, tốn tiền lắm. Cho nên là các bạn suy nghĩ cho kỹ. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem thêm về cái bài review của mình, hai cây 88F và 88D. Mình có review từng cây luôn, mình có để link ở phía dưới á, các bạn có thể nhấp vô từng video để các bạn xem. Hy vọng là thông qua cái video này á, chúng ta sẽ tìm được một cây bảo kiếm ưng ý cho mình nha. Tết vô rồi mà, thưởng thiết đồ này nọ thì cũng dư giả chút đỉnh đúng không? Làm một cây vợt đi, chứ để đó thì chúng ta ăn uống này nọ cũng hết à. Có cây vợt để đánh lâu dài các bạn. Thích nhẹ nhàng tình cảm thì cứ 88S, rồi thích tay to đập thì cứ 88D, vậy thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi tới cuối video nha. Nếu mà có thắc mắc nào á thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết nha. Và nhớ bấm subscribe, like video để mình có thêm động lực để ra thêm nhiều video mới nha. Xin cảm ơn, bye bye các bạn.